Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa giới thiệu các ấn phẩm dành cho thiếu nhi với chủ đề Những chuyến phiêu lưu của mùa hè qua các đầu sách, hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho các em nhỏ. Đáng chú ý nhất là cuốn Hip Hop và Khu Rừng Vàng với 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Đức dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi của nhà văn Isabel Merler với tranh minh họa của Daniel Goger. Cuộc phiêu lưu của bọ chát Hip Hop sau trận bão tràn qua vườn thú thung lũng xanh thật cảm động. Câu chuyện của Hip Hop và Lá Nhỏ vượt qua bao thử thách đã tôn vinh tình bạn đẹp, được kể đặc sắc và sống động. Toàn bộ bản quyền của sách được tác giả dành tặng quỹ từ thiện Loan. Con thích Hip Hop nhất bởi vì Hip Hop giúp đỡ bạn bè, và khi Lá Nhỏ bị rớt xuống là Hip Hop giúp đỡ Lá Nhỏ đi đến khu rừng vàng. And Hip Hop is a very kind flea that is helping the children. Tôi đã viết cuốn sách thiếu nhi đầu tiên và cuốn thứ hai này cũng với mục đích hướng các em nhỏ đến với tình yêu thiên nhiên, thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. Cuốn sách này là câu chuyện của chiếc lá nhỏ muốn quay về nguồn cội. Tôi muốn gửi thông điệp, chúng ta không nên quá buồn phiền hay sợ hãi về sự kết thúc, bởi đó đồng thời là sự khởi đầu. Cuốn sách Hip Hop và Khu Rừng Vàng cũng viết về chủ đề tình bạn. Khi gặp khó khăn, được bạn bè giúp đỡ rất đáng quý. Chúng ta phải luôn luôn trân trọng. Quân sư và những vụ án được viết bởi Lê Đắc Hoàng Hậu, họa sĩ Phạm Quốc Chữ vẽ tranh minh họa. Đây là tập truyện kể về tuổi thơ của những người sống ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ ở thập niên 1980-1990, thời chưa có điện thoại di động và Internet. Các bạn nhỏ với những trò chơi dân gian, trò nghịch ngợm tinh quái nhưng hóm hỉnh, gợi nhớ kỷ niệm cho nhiều người. Tiểu Quái là tập truyện của Quyên Gavoye, Đỗ Nguyễn Bảo Anh vẽ minh họa. Truyện kể về cuộc sống của tiểu quái là chú mèo mồ côi vô gia cư. Sách gồm 5 phần, mỗi phần là một cuộc phiêu lưu với những cái kết bất ngờ đầy lòng nhân ái. Ba ấn phẩm mới của nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đều đưa các em thiếu nhi đến với các cuộc phiêu lưu thú vị của những người bạn. Họ luôn kề vai sát cánh bên nhau. Tình bạn đẹp đã giúp cuộc sống thêm ý nghĩa, đáng yêu.